台湾的啦，台湾的，钱包就给你哦，钱包包，钱包包，钱包包，对啦。小朋友，来给你，三百一张，三百。Dòng người đang còn tiến vào chợ rất là đông đúc. Còn bên này là khoai, những củ khoai rất là to luôn. Những củ khoai rất là to anh em. Khoai ở đây một chin là 20 khoai, mà ba chin là 50 khoai. Đấy. Đấy. Những củ rất là to luôn. Đây là có cái loại khoai đỏ này. Bên kia là cái loại khoai khoai vàng đấy. Bên trong kia thì họ bán thêm là cà tím này. Rồi có cả bí xanh nữa. Đấy. 39 đấy, 39 50 khoai đấy. Đấy, đây là cảnh bố bán tại một cửa hàng bán rau. Rau khoai, rồi rau cải. Đấy, rau ở đây mình thấy rau họ bán không được tốt. Khả năng là của cây nhà lá vườn họ trồng được rồi mang ra bán đấy. Nên là củ nhưng cũng khá là nhỏ anh em. Chính những cái khoai rồi rau củ mà mình trồng được ấy, mình tự trồng được và mang ra bán cây nhà lá vườn thì ăn rất là ngon. Đấy, cảnh mua bán tại một cửa hàng cũng chuyên bán về hải sản rất là đông đúc. Đấy, vùng ngoài này đa số là toàn là những cái cửa hàng này chuyên bán về hải sản, tôm, cá, mực, rồi nghêu, rồi hàu, đầy đủ các loại. Và có cả bên này họ bán cả thịt bò nữa. Bên ngoài này thì chủ yếu tập trung rất là đông người luôn. Bởi vì ở phía ngoài cổng chờ đi vào anh em, nên là rất là đông. Đấy. Còn đi sâu vào bên trong kia thì hàng hóa rất là đa dạng. Wow, tại cái cửa hàng rau củ quả ở đây phải nói là đông người. Đây là gần ngoài cổng chợ anh em, mà người đông chật kín luôn. Đấy,
các cái loài rau thì có giá được ghi ở phía trên những cái biển họ đã cắm ở phía trên đầu ấy. Đấy, rất là nhiều các cái loài rau có giá khác nhau. Đấy, người ở phía bên trong thì rất là đông luôn. Đấy, và vào phía bên trong kia cái cửa hàng rau thì mình review qua cho anh em xem. Còn rau thì có rất là nhiều loại luôn. Bây giờ mà để chia sẻ hết tất cả các cái loại rau ở một cái tiệm hàng thì cũng khá là nhiều thời gian anh em ạ. Ở đây có măng này. Măng rất là to, những củ rất to. Đây là súp lơ. Wow, tại cái cửa hàng bán cá từ hôm nay cá rất là nhiều, cả các loại cá ở đây. Wow, cá rất là nhiều anh em. Bên này cá rô phi rất là lớn, cá thu ngừ này, rồi đấy, một số loại cá biển thì mình không biết tên. Đấy. Bên này là có con cá mập à, cá giống cá mập luôn anh em này, đây. Giống kiểu cá mập ấy. Và tại cửa hàng này thì hàng tất cả những cái loài cá hiện tại bây giờ vẫn đang còn ngập tràn luôn. Đấy. Mình đi xuyên vào phía bên trong này xem. Có một số cá này mình nhìn trông rất là lạ này. Đấy. Khách rất là đông, khách tập trung lại mua rất là đông. Đây là một cái cửa hàng bán cá phải nói là lớn nhất ở chợ này đấy. Người ở phía bên ngoài bây giờ đang còn mua đây anh em, đứng lại mua hàng. Rất là đông. Cửa hàng này bán đậu phụ. Bên kia là chả cá. Đấy. Bên kia là chả cá. Bye.
đấy, tại cái quầy bán cá đấy. Ở đây có rất là nhiều các cái loài cá, từ cá biển cho đến cá nước ngọt. Và những cái cảnh buôn bán vẫn rất là rộn ràng luôn. Đấy, thì cửa hàng này cũng bán thạch, thạch xương sáo. Đấy. Và bên kia là có thạch chanh leo đấy anh em. Người rất là đông. Còn đây là một cái cửa hàng, bên này họ bán kiwi cũng rất là nhiều. Đấy, và một chin là 190 khoai. Đấy. Bên này là có ba cái hộp bán kiwi. Đấy, rất là nhiều luôn. Nhưng mà quả này là mình nhìn là nhỏ hơn so với mấy cái quán kia. Mấy quán kia những quả to lắm. Một trăm chín mươi khoai anh em. Đây cũng là một cái tiệm hoa quả chuyên bán về nhãn này, là 69 khoai này, rồi đu đủ là 65 khoai đấy, rất xoài nho đấy, rồi những cái loại hoa quả ở đây thì họ đã ghi giá ở phía trên cái tấm biển, cái tấm giấy đấy. Đây là một cái tiệm bán gừng, gừng non. Rồi đây là có củ sen này. Đấy, bên ngoài kia là có môn. Đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
những cái cuộc mua bán thường thường rất là nhộn nhịp và rất là thú vị luôn. Đây là cái xe đẩy nhỏ của bà cụ, người rất là đông anh ạ. Một cái xe đẩy nhỏ của bà cụ chuyên bán rau ở trên đường. Người rất là đông luôn. Bên kia là một cái cửa hàng bán gà, bán thịt gà. Và đây là một cái cửa hàng chuyên bán hoa quả này. Ủi, kiwi rồi đào rồi xoài, người rất là đông. Những cái cuộc mua bán vào buổi sáng, những cái phiên chợ sáng thường thường rất là đông đúc. Hiện tại bây giờ là khoảng độ tầm rơi vào 9 giờ. Đấy, 9 giờ 15. Nhưng mà người bây giờ ở phía ngoài đi vào cũng rất là đông đúc. À, còn ở tại đây là một cái tiệm bán quần áo. Đấy, cũng rất là đông người và toàn là các cụ già cũng đang lại đây mua này. Đấy, những cái quần áo họ bán ở đây là có giá là rất là rẻ, là 60 khoai. Đấy, 60 khoai một chiếc là tương ứng với 45.000 tiền Việt Nam mình một chiếc. Cái cuộc mua bán rất là sôi động. Mình thấy là họ bán đầy đủ tất cả các cái loại màu anh em ạ. Áo quần đây. Đấy, các cụ bà cũng mua áo quần này là mặc rất là thoải mái đấy. Cái vải này nó rất là mềm đấy. Thì họ tập trung lại họ mua cũng khá là đông. Còn ở đây thì cũng có một cái cửa hàng trên của ông này, ông chuyên may quần áo đấy, may các loại quần áo. Rồi bên này là có một số loại đây quần được may ra ở đây anh em đấy, cỡ là 42 rồi 40, 38, 36 đấy. Wow, tại cửa hàng rau thì hôm nay mình thấy ở đây có một cái một trong những cái món rất là ngon, đó là măng. Ngày măng những củ khá là to đây. Măng rất là lớn anh em, những củ rất là to luôn. Mà ở đây là giá là 45 khoai một chín anh em. Một củ này phải hơn một chín đấy. Đấy. Còn bên này thì mướp đắng. Mướp đắng những trái cũng khá là to.
mướp đắng thì 40 khoai một chín. 40 khoai thì một trái này khoảng một chín rồi, một trái 40 khoai rồi. Wow, bên này thì lại súp lơ. Và bên này là có củ cải, dưa chuột, rồi bầu. Đấy, bên kia là bắp cải. Bắp cải là 39 khoai một chín. Thì một bắp như thế cũng phải rơi vào hơn 2 chín đấy. Cả trăm khoai một bắp đấy. Một bắp là phải trăm khoai thì tương ứng với khoảng tầm 75 ngàn tiền Việt Nam mình. Đây là cái cảnh mua bán tại một cái cửa hàng chuyên bán hải sản ở phía gần ngoài cổng chợ đấy. Đấy, tôm, mực, đấy, ngao, đầy đủ các thứ. Bên này là có cả 130 khoai đấy anh em. Bây giờ giá là 130 khoai. Đấy, bên này là cá hồi. Đấy. Ai kia đây?